Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, sáng ra là đã có nắng ấm. Bonsai Quý Khôi lên vườn để gửi đến tất cả quý vị một video giới thiệu đến tất cả quý vị một phôi si mà mình đã thực hiện một ca cắt vứt bỏ phần gốc đi, chỉ lấy phần ngọn thôi. Phôi si này mới tạo tác nhưng mà mình rất là ưng ý, xin chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn. Cái to chắc chắn là cái tiếng sẽ bị ù, quý vị chịu khó nghe. Đây, xin mời quý vị cùng ngắm này. Thì cây si này ngày trước nó cao tầm này, nhưng mà phần gốc nó bị tóp, thứ hai nữa là nó bệ nó cũng kém. Thì mình thấy phần trên rất là đẹp mà chia ra rất nhiều đầu đẹp. Thế là mình đã thực hiện một phát là cắt ngang thôi. Cắt ngang đến tầm này này. Đây này. Phần lan rễ này chính là cái phần bệ mới. Này, có rất là nhiều rễ này, quý vị xem. Lan rất đều. Mình sẽ quay một vòng để quý vị cùng ngắm này. Hiện tại hoành cái này tầm độ 50. Nhưng chiều cao cái này thì xong cây thì chắc chỉ tự rơi tầm độ 15 phân. Độ cổ thụ rất là cao này. Và dữ liệu nhiều. Chất si là chất si hồng. Rất đẹp. Rễ ra rất nhiều quý vị nhé. Bắt đầu đến tầm sung rồi. Phôi si này thì có một ưu điểm mà mình đánh giá cao, đấy là không có sẹo to từ gốc lên ngọn. Để quý vị xem, đây là điểm cổ ngọn này. Thì ngày trước nó mọc một cái này, mình để sống một thời gian, sau đó mình cắt đi đấy. Và chia các cái đầu rất là đẹp, bập bềnh. Đây là thân thứ nhất này, đây là thân thứ hai, cao hơn một chút này. Đấy, quý vị có thể xem đấy. Đây là thân thứ ba, lại cao hơn thân thứ hai một chút. Bên này. Sau này sẽ rẽ về đằng này. Đấy, và đây là thân thứ tư. Thân thứ tư như là bé nhất. Đấy, thì mọc ở góc phía này, đúng là cái góc mà đang cần điểm. Đây quý vị, sau này mình sẽ vít xuống như này này. Đấy, và chờ nó to lên. Thì mình cũng giật được 2-3 nhịp rồi. Nhưng mà cái này phải nuôi sâm. Thì còn cổ ngọn quý vị thấy rất đẹp. Đây một cái chi trên này cũng tương đối hợp, cho nên là đây một chi này. Cái này đủ hết dữ liệu rồi. Thì mình làm nó sẽ rất là nhanh. Và sau này sẽ ra một cốt răng làng bóng rộng và lùn theo đúng phong cách cổ thụ thu nhỏ. Phôi si này thì mình vẫn luôn chuẩn bị những cái phôi như này để phục vụ tất cả những quý vị hoặc là các bạn đam mê muốn tự làm chinh phục. Thì những phôi của mình rất là nhiều dữ liệu, thì khi mà anh em mua về có thể là tự chế tác. Bên này mình sẽ quay một cây, một cái bóng của một cây, thì sau này cái si này nó sẽ như này, mời quý vị cùng xem này. Thì cái bóng của cái si này về sau nó rất là rộng. Và nó phải tương đương với cả cái tác phẩm hồn quê này của mình. Đó. Thì cái hồn quê này cũng có một cái bộ gốc khá là thụ. Đây này, quý vị xem này. Đấy, và chun cục. Nhưng mà bộ tán. Đấy, và vách thì mình diễn ra rộng ra, tạo sự cổ thụ cho cây, đúng cái tính chất của một cây răng làng. Sau này cái si bộ rễ cũng sẽ được như là cây hồn quê này, nó ăn lan hết ra và nuôi thêm các cái bộ vách. Đấy, si xung vách cũng nhiều. Đấy, thì khi mà qua thời gian chúng ta tu luyện, chúng ta nuôi
thì nó sẽ được như vậy. Đấy, và cái Fuxi này mình cũng đánh giá rất là cao. Còn cái giá của nó thì hiện tại rất là mềm, mình bán giá rất là hợp lý, không bao giờ bán cao cho ai cả. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể là yên tâm để sưu tầm cho mình những phôi phù hợp. Đó, ok, mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.